Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Zeref Jornel là một trong những phản diện nguy hiểm nhất của thế giới anime fairy tale. Anh ta là anh trai của Natsu Jornel và là bạn thân của Igani, sở hữu cho mình một lời nguyền bất tử, cùng với đó là một nguồn mana khổng lồ xài không bao giờ hết của trái tim tiên tử, đi kèm theo đó là một kho tàng phép thuật. Dù là rất bá đạo nhưng anh ta cũng không hẳn là không thể bị chết. Hôm nay anh em hãy cùng mình đến với clip những nhân vật nào có thể hạ được Zeref hoặc không thì cũng có thể đánh bại anh ta mà không cần phải giết. Ok, chúng ta bắt đầu nhỉ. 10. Hòa Long Vương Igali, vua đồng lửa. Nói về mức độ đam to cùng kinh nghiệm thực chiến, Zeref khó có thể so kè được với Igali. Về khoản này, còn nhớ trong trận đánh Igali đấm nhau với Akano no Gia, vua rồng lửa dù không còn nhiều sức mạnh nhưng vẫn đủ để cho rồng đen ăn hành trong khoảng thời gian, bảo Akano nhây thì cũng không sai. Vì Akano không tung hết sức ngay từ đầu, Zeref còn phải sợ đánh với Akano no Gia, mà khi lên form mới lại bị Natsu hạ gục mắc dễ dàng. Trong khi đó, Akano cân cả lục địa mà vẫn quằn quại một lúc thì thử hỏi Igniu mà đánh một trận với Zeref thì chưa chắc Zeref đã có thể hạ gục được Igniu đâu. 9. Natsu Jornel. Nói đến trận đánh giữa Natsu và Zeref thì không ai là không biết. Trong trận đánh lúc mà Zeref gặp Natsu, dù cho biết lúc này cậu có sức mạnh của cả vua rồng nửa Igniu thì cũng rất chật vật mới gần như hạ gục được người anh cả của mình. Sau khi Zeref có được trái tim tiên tử thì Zeref đã gần như giết được Natsu đi bán muối nếu cậu ta không có hào quang nhân vật chính. Trong tình cảnh hiểm nghèo, Natsu đã bật dậy dùng toàn bộ sức mạnh Blood Armor của mình để one kill Zeref sau một hồi anh ta nằm đất. Ở vị trí thứ 8 đến vị trí thứ 3 là Nục Thần Long đến từ lục địa Giltana. Nói đến những nhân vật có số có má trong thời gian gần đây mà làm cho thế giới trong phe theo choáng ngợp thì không thể không nhắc đến Nục Thần Long, 6 con rồng đã sống sót sau vụ thảm sát diệt chủng hàng loạt của vua rồng Akano no Gia. Tuy nhiên sau hơn 400 năm, cảnh giới sức mạnh của họ đã gần tương đương hay thậm chí là vượt qua cả kẻ sát rồng hàng loạt này. Đấng Hiro Mashima mô tả, ma lực của mỗi thần long phải mạnh ít nhất là tương đương vua rồng đen. Bằng chứng là khi chỉ có 50% công lực trong cơ thể, thủy thần long cũng đã bán hành cho nhóm kỳ nhông nửa Natsu. Ngay cả khi anh đầu nửa có được chút sức mạnh của hỏa thần long thì vẫn phải chật vật để hạ gục Megaphobia. Tiếp đến là mộc thần long Anderon với kích thước siêu to khổng lồ mà trong phe theo không có ai to hơn ông cả. Một bước chân của ông đủ dẫm nát cả những thành phố hay một ngọn núi. Tiếp đến là thổ thần long Dogurumaru với cơ thể cực kỳ cứng cáp đã bón hành cho hai thanh niên đầu nửa một thời gian, cho đến khi bi của não bị phá hủy hết thì lúc này não mới bị suy yếu và bị hạ gục. Cuối cùng là nguyệt thần long và hỏa thần long, trận đánh của họ ở một đẳng cấp của các thần thánh. Dù là phái nữ nhưng chị Nguyệt chứng minh là chị không phải là loại nữ nhi yếu đuối, có thể đánh bay hỏa thần long Ignia, còn Ignia có thể hạ gục Selin trong một đòn dù cho bà ta sơ hở. Vậy thì thử hỏi Zeref mà gặp một trong các thần nông, e là cửa thắng không có mấy. 2. Akano no Gia. Không quá khó để Akano no Gia có thể hạ được Zeref. Chính Natsu với sức mạnh còn sót lại của hỏa long vương Igniu đã bón hành và có thể giết chết người anh của mình. Vậy thì thử hỏi với sức mạnh cực bá của rồng đen thì Zeref có thể chịu được bao nhiêu đòn? Dù cho khả năng hồi phục của anh là siêu bá, nhưng bá đến mấy thì cũng có mức độ mà thôi. Mà trong khi đó sát thương của vua rồng đen gây ra thì lại vô cùng lớn. Zeref ở form cuối có thể quay ngược thời gian, nhưng liệu được mấy lần hay chỉ được một lần như trong trận đánh với Natsu, sau đó thì bị Akano cho ăn đấm túi bụi. Sức mạnh của Igniu có thể giết được cả một kẻ bất tử. Vậy thì thử hỏi sức mạnh to lớn của vua rồng đen thì liệu Zeref có thể sống sót sau một trận đánh với rồng đen hay không? Chúng ta cùng điểm qua điểm mạnh của cả hai nhé. Zeref đam cũng vừa phải, mana vô cực, IQ cao, skin nhiều, hồi phục nhanh. Còn về phần Akano, đam khủng, mana nhiều, bắt đầu IQ cao, skin đam to, trâu bò, siêu bền. Rõ ràng nếu đấu một trận công bằng, Zeref dù có ở form cuối cũng khó mà có thể hạ được rồng đen, vì sức mạnh và độ bền của rồng đen là quá vượt xa so với kẻ bất tử. Nếu bảo một người có thể dễ dàng hạ gục Zeref trong một nốt nhạc thì không thể không nhắc đến ông tác giả. Chỉ cần một ngày nắng đẹp trời, Thánh Hiro Mashima sẽ nếp sức mạnh của người anh bất tử. Chỉ tiếc là ông không muốn phá đi cái cốt truyện tuyệt hay của mình. Điều thứ hai đó là Zeref đã chết rồi, vậy nên nội dung của phe theo sẽ được giữ lại cho đến hàng ngàn đời sau. Ok,
Ok, vậy là cả list top 10 nhân vật có thể hạ gục kẻ bất tử Zeref của mình cũng đã hết. Anh em thấy sao? Còn thiếu nhân vật nào nữa không? Hãy comment cho mình biết nhé. Đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh. Cũng đừng quên bật chuông thông báo để đón nhận những clip mới nhất mỗi khi mình đăng lên nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! Oh,